thì cái van tĩnh mạch này là thường á là nó hay bị tắc. Souvent les vannes d'artère sont bloquées. Thì cái thể hiện rõ là cái bàn nó đã được đưa xuống. On va couvrir les vannes de telle sorte que le sang circule correctement. Rồi sau khi mình mở cái van nó xong mình điều chỉnh là bạn ngồi xuống như vậy nha. Après avoir ouvrir les vannes, la dame elle peut s'asseoir, se relever facilement. Cái con là nó bắt cái con đó. Đó. Sau đó nhưng mà nó sẽ Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.